Xin chào đón quý bà con và các bạn đến với kênh Giá Thanh Long của bài biên tập chúng tôi. Đây là kênh chúng tôi chia sẻ, cập nhật về giá thanh long hàng ngày. Giá thanh long luôn biến động thất thường tùy vào vườn, vào lái, đoạn đường vận chuyển sẽ có sự chênh lệch khác nhau về giá cả. Hy vọng quý bà con và các bạn sẽ yêu mến kênh cũng như ban biên tập chúng tôi. Thưa quý bà con và các bạn, nhiều diện tích thanh long tại xã Bông Trang và Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, vùng trồng thanh long lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị bệnh nấm tắc kè và đang lan trên diện rộng, nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh gây thiệt hại cho người trồng thanh long. Theo bà con nông dân trồng thanh long tại huyện Xuyên Mộc, cây thanh long không được người trồng chủ động phun xịt phòng ngừa nấm, không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng là những nguyên nhân khiến bệnh tắc kè lây lan nhanh. Hai xã Bông Trang và Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc có diện tích trồng thanh long lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng gần 140 ha. Hầu hết các vườn thanh long tại hai địa phương này đã bị nhiễm nấm tắc kè, vườn ít thì bị khoảng 30%, nhiều vườn đã bị đến 90% phải bỏ gần như hết cành, nhiều vườn phải bỏ hoang vì không thể cứu chữa được. Loại nấm này xuất hiện nhiều nhất tại các chồi non từ đầu trụ thanh long, xì mũ và hình thành những đốm thối trên các thân, các nhánh thanh long như đốm hoa trên mình con tắc kè. Gặp nước mưa, nấm lan nhanh xuống các nhánh thanh long. Ngoài phun xịt, phòng các loại thuốc chống nấm, điều quan trọng nhất là phải cắt bỏ ngay những chồi nhánh bị bệnh, dọn vườn thông thoáng không để mầm bệnh lây lan. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bò đẹp loại 75% 14.000 đồng một ký, loại 80% 15.000 đồng một ký và loại 90% 16.000 đồng một ký. Bò sàn loại 75% 12.000 đồng một ký, loại 80% 13.000 đồng một ký và loại 90% 14.000 đồng một ký. Hàng giạt có mức giá từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 24.000 đến 25.000 đồng một ký tùy theo vựa. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 có mức giá từ 27.000 đến 28.000 đồng một ký. Loại 2 có mức giá từ 22.000 đến 23.000 đồng một ký. Loại 3 có mức giá 17.000 đồng một ký và loại 4 có mức giá 12.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng miền Tây về vựa hàng đẹp có mức giá từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký. Hàng sàn có mức giá từ 11.000 đến 13.000 đồng một ký và hàng giạt có mức giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn cũng như quý vị khán thính giả luôn theo dõi, yêu quý và đồng hành cùng ban biên tập chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui khi quý bà con và quý khán thính giả truyền tải thông tin đến tất cả mọi người. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.